Hello, xin chào anh em và các bạn đã quay trở lại với kênh âm thanh BMT Củ Chi nha. Hôm nay lên một con SA1000 Baramax chính hãng. Con này karaoke cũng rất là hay, có cái nút chỉnh này nè các bạn. Cái bo eco này người ta thiết kế có 4 con volume phòng, thiết kế gọn tối đa và nó đầy đủ chức năng. Điều chỉnh tắt mở lớn nhỏ, cái tiếng echo, và ở đây có cái nút này là cái nút chỉnh tone, chỉnh tông hát á anh em. Cái người nào mà cái tiếng bass nhiều thì chúng ta dặn lên cho cái tiếng bass nó hấp qua đó, là nó sẽ tăng tăng chép cao lên, là nó chỉnh tông chúng ta dày mỏng đó. Và nút repeat và nút delay có 4 con volume thôi đó. Con này ca cũng rất là hay, là và công suất nó cũng rất là khỏe, 175W một kênh. Đây, ở đây có ghi nè, tổng công suất là cho ga là 350W, output nha anh em, công suất chuẩn nha là 175W một kênh. Và bây giờ mình sẽ test con này và quay cho mọi người xem, thì quay clip buổi chiều hình ảnh nó cũng hơi tối nữa ha anh em ơi. Các bạn đăng ký kênh mình và xem kênh mình cũng thông cảm giùm, thì quay clip nói chung lúc nào rảnh rảnh thì mình cố gắng mình sẽ quay liền. Đó, có hàng là lên clip, anh em cứ yên tâm. Và lưu ý là hàng dạo này Baramax là mình lên cũng rất là nhiều, thì mình cũng sẽ cố gắng đáp ứng cái nhu cầu của mọi người là nâng cấp hàng lên tí xíu, chơi hàng là Baramax Adirang đời cao cao lên. Đó, chứ các con không dụng mà đời hấp quá thì mình cũng ngán quá rồi. Tại vì cái hàng đó bây giờ nó nhiều quá, nhiều quá nên cái nó cũng lỗi thời, thì mình sẽ cố gắng lấy mấy cái con đời cao nè. Thì cái con này chạy với cấu hình là 8 sò Toshiba nha, 8 sò Toshiba nhỏ, mà sò Toshiba là sò Nhật chính hãng ở model SA1000. Thì con này hành lý giá cũng phải chăng, vào mặt tiền đẹp, ruột gan thì bao gin, còn nắp máy thì tút sơ lại nghe anh em, nắp máy á, cái nắp vỏ máy là tút sơ lại. Rồi bây giờ test nè, test kỹ cho âm cho mọi người nghe nha. Tiếng đánh rất là quy lực và sáng tiếng nha anh em. Ở đây có nút EQ reset đây. Khi mà chúng ta nhấn nút này vô là cái âm thanh hệ thống cái tĩnh bass chép nó sẽ tăng lên đáng kể, tăng lên cao lắm nha. Và nó cũng hay lắm. Rồi phần nhạc thì nó đơn giản như thế, ở đây cũng có 4 volume thôi, không có ba lăng căng lo nha anh em. Nhưng mà máy chúng ta là đặc biệt là hàng này là còn gin tem mình tháo máy nên chưa qua sửa chữa gì hết trơn á. Và đánh công suất là hai kênh nó đồng đều nhau, hai con đèn led nó đánh nè, test kỹ càng và hoạt động ổn định nghiêm chỉnh. Và bây giờ mình test echo luôn nha mọi người, test echo luôn. Echo cái đời này nó có nút chỉnh tông, anh em lưu ý ha, đời này SA1000. Lực lực 1 2 3 4 5 6 lực lực 1 2 3 4 5 6 lực 24 5 6 7 8 9 lực 1 2 3 4 lực. Rồi chờ mình tí xíu, có quảng cáo nữa anh em ạ. Có quảng cáo thì phải bỏ qua quảng cáo. Rồi ok, rồi test tiếng echo lại ha. Lực lực 1 2 3 4 5 6 7 lực. Tiếng này hát karaoke là cũng rất là nhẹ nha, và có hệ thống chỉnh tone.
Dạ, hàng này hàng ba ra mắt chính hãng nên cái độ eco vang nhại nó là chuyên karaoke gặp, nên mọi người khỏi lo về chất âm. Thì anh em nào yêu thích mẫu này, mẫu độc lạ, mẫu này cũng hàng đời mới á nha anh em mọi người. Đó, anh em nào yêu thích thì liên hệ mình đặt hàng, tí xíu quay cái ruột mình sẽ báo giá nha. Lần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lần. Lần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lần. Đánh tiếng là nhạc là tiếng nó sáng hay. Và cái hệ thống eco này có nút chỉnh tông, tăng bass, tăng chép. Đó, tay cái tiếng da, tiếng dày, tiếng mỏng rất là thích hợp cho anh em về nghiên cứu khám phá và trải nghiệm. Ba ra mắt chính hãng, mặt tiền con này rất là đẹp nha anh em mọi người. Mặt tiền đẹp. Rồi bây giờ đến phần quay nội thất của em nó đây. Đó. Con này tăng khô vuông và trang bị dây đồng lỗi lớn nha. Cục này tăng phô này là tăng phô vuông nhưng mà công suất cũng lớn lắm á. Đây chúng ta thấy cái kích cỡ nè, kích cỡ bề rộng của em tăng phô này rất là dày bự. Mặt tiền thì chúng ta nói là đánh giá là mặt tiền còn rất là đẹp đó. Chữ bọng còn đầy đủ. Rồi nhìn tổng quan em nó nè, 8 sò Toshiba, công suất cho ga là 175W một kênh. Hàng là thích hợp cho gia đình, xài rất là ok. Đó, linh kiện là còn cứng ngắc nha các bạn, linh kiện cứng đẹp. Máy là bao zin nha. Công suất nguồn chưa qua sửa chữa. Ở đây sử dụng cặp tụ 6800 nha. Tụ 6800 nhưng mà chúng ta thấy kích cỡ con tụ cũng to lắm. Quýnh được một cặp loa 25 thoải mái, vô tư. Bass 25. Đó, ba ra mắt ha. Có chữ trên tăng phô, hàng zin là tăng phô vuông nha anh em. Ở đằng sau đây. Rồi con này là tình trạng như thế, anh em nào cần thì liên hệ mình. Giá con này, giá em này. Rồi hết cái gì để quay rồi báo giá luôn nha mọi người. 1.400.000 đồng, 1.400.000 đồng cho con máy ba ra mắt này nha. Đó, anh em nào xem mà thấy thích thấy cần thì liên hệ đặt hàng nha anh em. Đó, nắp máy thì có tút sơ lại nha. Đây, đó, nắp máy nó cũng bị rỗ nhẹ nha mọi người, rỗ nhẹ. Đó, em dặm tút sơ lại. Hàng này nắp tút đó. Còn ngoài ra là còn đẹp hết. 1.400.000 đồng. Nghe nhạc má la luôn. Karaoke thì có chức năng chỉnh tone. Giá này không bao ship nha quý anh chị. Anh em nào mà ưng thì liên hệ đặt hàng. 1.400.000 đồng. Mua hàng vui lòng đặt cọc trước giùm em. Đó, số tài khoản có để dưới phần mô tả video, hoặc là chúng ta liên hệ em trực tiếp, em sẽ gửi số tài khoản qua. Đó, đặt cọc chuyển tiền cọc trước thì em sẽ lên đường. Đó là như thế. Rồi xin chào anh em nha, bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo.